Trên thế giới, ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Ông Biden nói có ứng viên quá già để làm Tổng thống. Washington Post, Ukraine sắp hết tên lửa phòng không. Israel bị cáo buộc cố tình chặn viện trợ cho Gaza. Bầu trời rực cháy trong đêm núi lửa phun trào ở Iceland. Tại Việt Nam, ô tô bán tải tông loạt xe máy, 4 người thương vong. Cháy homestay ở Đà Lạt, cháy cỏ trong khu công nghệ ở Sài Gòn. Bệnh dại vào mùa sớm, người dân cần chủ động phòng bệnh. Điều chỉnh giá 10.000 dịch vụ y tế, viện phí sẽ tăng. Miền Bắc đón không khí lạnh dưới 10 độ C, Nam Bộ nắng nóng gay gắt. Trần Tiến chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 18 tháng 3 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin, ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Vâng thưa quý vị, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ngày 17 tháng 3 thông báo, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030. Kết quả kiểm hơn 84% phiếu bầu cho thấy ông Vladimir Putin đang nhận được 87,18% số phiếu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Với kết quả này, ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và trở thành người lãnh đạo Nga trong 6 năm tới. Bầu cử Tổng thống Nga diễn ra ngày 15 đến 17 tháng 3 với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp nước này, trong đó có cả 4 vùng Nga vừa sáp nhập hồi tháng 10 năm 2022. Tại nhiều khu vực, ông Putin nhận được sự ủng hộ hơn 90%. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, ông Biden nói có ứng viên quá già để làm Tổng thống. Mới đây trong tiệc báo chí hàng năm ở câu lạc bộ Gridiron, Washington, ông Biden nói đùa về tuổi tác của chính mình và người tiền nhiệm Trump trong bối cảnh hai người sắp tái đấu vào tháng 11. Ông chủ tòa Bạch Ốc nói rằng có một ứng viên đã quá già và thậm chí không phù hợp để trở thành Tổng thống, tôi là ứng viên còn lại. Được biết đây là sự kiện thường niên của giới truyền thông và chính trị gia Mỹ, nơi người phát biểu thường đưa ra những lời giễu cợt hài hước. Ông Biden, 81 tuổi, và ông Trump, 77 tuổi, đều hội đủ phiếu bầu đại biểu để trở thành ứng viên hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Nếu tái đắc cử, nhiệm kỳ 2 của ông Biden sẽ kết thúc vào năm ông 86 tuổi. Nếu ông Trump giành chiến thắng, ông sẽ điều hành nước Mỹ tới khi ngoài 80 tuổi. Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vâng thưa quý vị, hôm 17 tháng 3, tờ Washington Post đưa tin, Ukraine đã nói với các quốc gia phương Tây rằng đạn dược cho một số hệ thống phòng không của nước này gần như sẽ hết vào cuối tháng 3. Theo các nguồn tin, đại diện của Kiev đã đưa ra cảnh báo trong một hội nghị an ninh vào tháng trước. Một quan chức cho biết lực lượng Ukraine trước đây từng có thể bắn hạ được 4 trên 5 tên lửa do Nga bắn, sắp tới có thể chỉ nhắm được mục tiêu được 1 trên 5 tên lửa, và việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống ở các trung tâm đô thị của nước này. Các quan chức Mỹ đã nói chuyện với Washington Post cảnh báo về sự sụp đổ thảm khốc của các phòng tuyến của Ukraine trong tình huống xấu nhất và khả năng xảy ra thương vong lớn trong thời gian sắp tới nếu không nhận được thêm viện trợ. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, EU và các đồng minh chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản được Nga đạt được mục tiêu trong hoạt động quân sự mà sẽ chỉ kéo dài cuộc giao tranh, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Israel bị cáo buộc cố tình chặn viện trợ cho Gaza. Hôm nay ngày 18 tháng 3, tổ chức từ thiện phi chính phủ Oxfam cáo buộc Israel cố tình ngăn cản nỗ lực chuyển hàng viện trợ vào dải Gaza, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Báo cáo của tổ chức này viết rằng Israel tiếp tục ngăn chặn và làm suy yếu một cách có hệ thống bất kỳ nỗ lực nhân đạo nào có ý nghĩa của quốc tế trên vùng đất của người Palestine. Oxfam cũng cáo buộc Israel bất chấp lệnh tăng cường viện trợ ở Gaza của Tòa án Công lý Quốc tế hồi tháng 1 và không thực hiện trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ người dân ở vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Theo tổ chức này, những quy định kiểm tra thiếu hiệu quả và vô lý khiến các xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza bị mắc kẹt trung bình khoảng 20 ngày. Chính quyền Israel đã vô cớ từ chối những mặt hàng lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự như máy phát điện dự phòng, đèn pin, v.v. Oxfam cũng tố cáo các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ, cơ sở nhân đạo và đoàn xe viện trợ, cũng như là nhân viên cứu trợ bị hạn chế tiếp cận các khu vực, đặc biệt ở phía bắc Gaza. Các nhân viên cứu trợ cho hay khoảng 1,7 triệu người Palestine, tương đương với 75% dân số ở dải Gaza, có nguy cơ lâm vào nạn đói nghiêm trọng. Và nói thêm rằng, những gì mà chúng tôi thấy ở Gaza vượt quá mức thảm khốc. Bầu trời rực cháy trong đêm núi lửa phun trào ở Iceland.
Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua Iceland tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi dung nham chảy về phía khu dân cư sau vụ núi lửa phun trào lần thứ tư kể từ tháng 12. Cơ quan khí tượng Iceland IMO ngày 16 tháng 3 thông báo một vụ phun trào bắt đầu ở khu vực bán đảo Reykjanes. Hình ảnh cho thấy dung nham đỏ rực và khói bốc lên cuồn cuộn. Theo IMO, vụ phun trào xảy ra gần với địa điểm vụ phun trào ngày 8 tháng 2, chiều dài của vết nứt ước tính là 2,9 km. Bán đảo là nơi có khu suối nước nóng Blue Lagoon nổi tiếng thế giới, cũng như là sân bay quốc tế chính của Iceland, sân bay Keflavik. Các vụ phun trào tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về nhà máy điện Svartsengi, nơi cung cấp điện nước cho 30.000 cư dân. Nhà máy đã được sơ tán và vận hành từ xa sau vụ phun trào đầu tiên. Giới chức cũng cho xây đê chắn xung quanh để bảo vệ. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Mở đầu là một số tin nóng đáng chú ý. Ô tô bán tải tông loạt xe máy, 4 người thương vong. Vâng thưa quý vị, vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ An Phú 3, phường An Phú, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 3 trên đường DT743, ô tô bất ngờ tông loạt xe máy phía trước. Xe dừng lại sau khi lao lên vỉa hè, làm ngã cây xanh và các biển báo giao thông. Vụ tai nạn khiến người đàn ông 34 tuổi chạy xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Ngoài ra thì xe bán tải bị biến dạng phần đầu, bánh xe bị văng ra khỏi trục, 3 xe máy hư hỏng nặng do bị kéo lê hàng chục mét, giao thông ùn tắc. Kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe bán tải âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Một số vụ cháy trong buổi xế chiều. Vào chiều qua ngày 17 tháng 3 tại hẻm 135 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra cháy lớn. Người dân cho biết lúc 16 giờ, hai người làm vườn và đốt cỏ khô phía dưới thung lũng cạnh hẻm. Do không kiểm soát, ngọn lửa bén nhanh vào cỏ cháy xung quanh và cháy dần lên khu dân cư phía trên. Sau đó ngọn lửa cháy lan và thiêu rụi một dãy nhà đang bị cưỡng chế, trước được dùng làm homestay, lửa cháy qua các khu đất sát cạnh nhà dân. Lực lượng cứu nạn dùng xe chuyên dụng đến hiện trường, nhưng do hẻm nhỏ, việc cứu hỏa gặp khó khăn. Đến gần 18 giờ vụ hỏa hoạn được dập tắt, may mắn là không ghi nhận thương vong. Một vụ cháy khác cũng xảy ra vào chiều qua ngày 17 tháng 3 tại Sài Gòn. Vào khoảng 17 giờ chiều, bãi cỏ lau sậy rộng hơn 5.000m2 ở khu công nghệ phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này trời hanh khô lại gặp gió mạnh, lửa cháy lan vào cỏ khiến cháy càng ngày càng lớn. Cột khói bốc cao hàng chục mét, bụi than bay theo chiều gió cuốn đi rất xa, bay về hướng làng đại học cách đó khoảng 10 km, ảnh hưởng đến các căn hộ chung cư trên đường Tân Lập, thành phố Dị An. Đáng chú ý, trong khu đất này có các tủ điện lớn, lực lượng chức năng dùng nhiều vòi rồng phun vào đám cháy, đồng thời phun nước xung quanh ngăn lửa bén vào tủ điện. Đến 18 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế. Người dân sống ở phường Linh Trung và thành phố Dị An cho biết đây không phải lần đầu họ chịu tình cảnh này, bụi than bám vào nhà cửa, căn hộ của họ gây bẩn. Mấy tháng nay tại Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Sài Gòn, nắng nóng gay gắt kéo dài gây ra nhiều vụ cháy cỏ nghiêm trọng, có ngày xảy ra gần chục vụ. Người dân, cơ quan chức năng cần phát hoang bụi rậm, xử lý các bãi rác tự phát, bãi cỏ khô để tránh hỏa hoạn, cần phải thu gom rác để tạo khoảng cách an toàn và giám sát khi đốt. Bệnh dại vào mùa sớm, người dân cần chủ động phòng bệnh. Vâng thưa quý vị, hôm 17 tháng 3 tại Sài Gòn, Sở Y tế thành phố cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường việc phòng bệnh. Theo Sở Y tế, trung bình mỗi tháng thành phố có 9.500 người bị động vật cắn, trong đó có 74% do chó cắn hoặc cào, 19,5% là do mèo, còn lại là các động vật khác. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng tăng. Tại nhiều tỉnh thành, bệnh dại lưu hành nhiều năm với số ca tử vong tăng cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dại tăng đột biến với 22 ca tử vong, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ 10 đến 15 ngày, trong đó thì nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi, bị chó mèo cắn ở gần dây thần kinh trung ương. Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, năm nay bệnh dại vào mùa sớm hơn mọi năm. Ở những năm trước thì số ca mắc thường tăng mạnh từ tháng 5 đến tháng 8. Theo Bộ Y tế, bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau để phòng bệnh dại. Thứ nhất, người dân nuôi chó, mèo phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang dọa mõm. Thứ hai, không đùa nghịch, chọc phá chó mèo. Thứ ba, khi bị chó mèo cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể xối rửa bằng nước thông thường, sau đó rửa sạch vết thương với cồn 70%, hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.
kịp thời đến cơ sở y tế không tự chữa trị. Thứ tư, hướng dẫn cho trẻ cách phòng tránh chó mèo cắn và báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân sau khi bị chó mèo cắn. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến ngành y tế. Mới đây, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ. Trong tháng 3, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật để làm căn cứ tính giá. Đáng chú ý là trong lần điều chỉnh này, chi phí quản lý bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng, tài sản cố định, phí bảo vệ môi trường, nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin được đưa vào viện phí. Dự kiến là viện phí sẽ tăng so với hiện hành. Miền Bắc đón không khí lạnh dưới 10 độ C, Nam Bộ nắng nóng gay gắt. Vâng thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 18 tháng 3, miền Bắc trải qua ngày cuối trong đợt mưa phùn và nồm ẩm kéo dài. Mức nhiệt tiếp tục tăng cao về trưa và chiều, có nơi trên 28 độ C, gây cảm giác oi bức. Từ đêm nay, không khí lạnh tràn về toàn miền Bắc chuyển rét từ ngày mai, ngày 19 tháng 3. Độ ẩm xuống dưới 80 độ C, chấm dứt nồm ẩm. Trong đợt rét này, thì nền nhiệt tại miền Bắc phổ biến từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, thì ban ngày nền nhiệt duy trì ngưỡng 21 đến 22 độ C, trời lạnh. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này gây mưa rào cho miền Bắc, tập trung từ đêm 18 đến đêm 19 tháng 3, có nơi mưa to. Sau 2 ngày mưa rét 19 đến 20 tháng 3, miền Bắc tăng nhiệt trở lại, ẩm ướt tạm kết thúc. Các tỉnh Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ ngày nắng, Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, trời ít mây, hanh khô, oi bức khó chịu cả ngày. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.